vẻ ngoài lạnh lùng, gương mặt nam tính cùng những phát hành động đẹp mắt, trong Bom Tấn, Hành Động, Hai Phượng đã giúp vai diễn của Phan Thanh Nhiên gây ấn tượng mạnh với công chúng. Dù là cái tên khá xa lạ với màn ảnh rộng, nhưng Phan Thanh Nhiên là cái tên đình đám trong giới đam mê bộ môn thể thao cảm giác mạnh. Năm 2008, anh chinh phục đỉnh núi Everest khi chỉ mới 23 tuổi và chính thức trở thành người Việt Nam trẻ tuổi nhất chinh phục được nóc nhà thế giới. Cảm ơn tất cả những ai đã tin tưởng Duyên, chị Vân, anh Kiệt, anh Lộc, những người đã dám tin tưởng Duyên để giao cho Duyên cái vai diễn Lương trong bộ phim này. Thật ra là Duyên, trước đây Duyên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đóng phim, bởi vì khả năng diễn xuất mình chưa bao giờ được thử cả, và khả năng ăn nói của mình ngày xưa cũng bị hạn chế, và võ thuật của mình thì thực dụng thì được, chứ còn mà quýnh phim ảnh thì nó không được đẹp. Và được quá trình huấn luyện của những anh bên nước ngoài, cộng với là đội ngũ của mấy anh các cơ đơ phim tiếp, cộng với chị Vân, thì hàng ngày Nhiên bắt đầu phát triển lên dần dần, tạo cho Nhiên có sự tự tin. Chứ ban đầu thì thật ra rất là lo lắng, rất nhiều đêm Nhiên không ngủ được vì cái bộ phim này. Nhưng sau những đêm không ngủ đó thì mình bắt đầu mới đúc kết ra được mình cần phải làm gì. Và cuối cùng là có được những cái đoạn quay ban đầu là quay demo á, là mình thấy tự tin hơn, bởi vì là mình thấy cái vóc dáng của mình, cái thế đánh của mình nó đã được thay đổi trong cái quay demo. Từ đó Nhiên mới thấy tự tin và cảm thấy rằng là mình phấn chấn hơn trong quá trình quay thiệt. Đó là một cái gì đó là Nhiên đã, nói tóm lại là vượt quá cái suy nghĩ của Nhiên khi Nhiên tới được cái bộ phim này.